Ivy xin chào cả nhà. Cả nhà, hôm nay Ivy thử món bột gạo Hàn Quốc này cả nhà. Bột gạo phô mai Hàn Quốc. Mời cả nhà dùng thử món này với Ivy nha. Ivy chưa bao giờ ăn hết á, nhưng mà Ivy thử nó ngon hay dở. À, giờ Ivy ăn thử này cả nhà. Mời cả nhà dùng chung với Ivy nha. Bột gạo phô mai Hàn Quốc. Ăn nó hơi có xíu hơi cay 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 cả nhà. Nhẹ nhẹ à, không có cay nhiều. Với lại dai dai cũng ngon. Hơi mặn mặn xíu. Cũng ngon lắm. Ăn chơi ngon lắm nè. Là hấp dẫn không? Màu đẹp chứ. Có phô mai em đây nè. Ăn cái bột gạo này ăn sực 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 dai dai ngon lắm. Cũng ngon. Ăn vui vui ở miệng cả nhà. Trời. Cục bột nè, nó sực 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 ăn ngon lắm. Ăn không được. Lần đầu tiên ai về ăn luôn á, chưa bao giờ ai về ăn hết trơn á. Ăn thử, quý vị ăn thử ngon không? Cũng được, ngon, chưa có dở lắm đâu. Anh cũng có vẻ cũng lần sau sẽ mua ăn nữa đó, vậy á. Chứ không có dở. Ngon quá. Hấp dẫn. Em gì có thấy không, tuổi trẻ giờ hay ăn cái món này lắm, mà em không biết là ngon không. Bữa nay mới 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 trải nghiệm. Trải nghiệm chính thức là AB cho 8 điểm. Ngon. Làm cũng vừa ăn. Em thích ăn cái bột. Cái bột nó dễ sực sực ngon. Ok. Em đi mua về nấu. Nấu thử lên ngồi ăn chung với cả nhà cho vui. Ok. Em đi bye, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà.